Quang Hải đưa vợ con đi nghỉ ở Ba Vì. Trước khi lên tập trung đội tuyển quốc gia, tiền vệ Nguyễn Quang Hải tranh thủ đưa vợ và con trai gần 3 tháng tuổi đi nghỉ ở Ba Vì. Hôm ngày 2 tháng 10, Quang Hải đưa bà xã Chu Thanh Huyền và con trai Lido đi nghỉ dưỡng ở Ba Vì, Hà Nội. Tiền vệ Công an Hà Nội đang được nghỉ để chuẩn bị tập trung đội tuyển quốc gia thi đấu các trận giao hữu quốc tế dịp FIFA Days tháng 10. Quang Hải vừa liên tục ra sân cùng câu lạc bộ Công an Hà Nội tại đấu trường V-League và Cúp vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á 2024-2025. Chu Thanh Huyền cho biết đây là chuyến đi chơi đầu tiên của con trai Lido, tên thật Nguyễn Quang Minh, kể từ khi bé chào đời hồi tháng 7. Sau hơn 2 tháng sinh con, Chu Thanh Huyền đã gần lấy lại được vóc dáng trước kia. Bà xã Quang Hải bắt đầu làm việc sau chưa đầy 1 tháng sinh quý tử. Dù đi nghỉ, Thanh Huyền vẫn tranh thủ thời gian để livestream bán hàng. Chuyến đi nghỉ này còn có vợ chồng anh trai và các cháu của Quang Hải. Theo kế hoạch, Quang Hải cùng tuyển Việt Nam có 2 trận giao hữu với Ấn Độ ngày 9 tháng 10 và Lebanon ngày 15 tháng 10 tại sân vận động Thiên Trường, Nam Định. Sau đó, anh trở lại câu lạc bộ Công an Hà Nội để chuẩn bị cho trận derby với Hà Nội Fan Club ở vòng 4 V-League 2024-2025 vào ngày 19 tháng 10. Quang Hải đá chính cả 3 trận đấu vừa qua của Công an Hà Nội tại V-League nhưng chưa ghi được bàn thắng nào. Đội bóng ngành công an đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng với 4 điểm, kém vị trí đầu bảng của Hoàng Anh Gia Lai 3 điểm.